Bảy tháng rồi vợ chồng tôi không gần gũi dù mới cưới một năm. Những đêm nằm ngủ thao thức vì bản năng trỗi dậy mà không thể làm gì. Tôi chỉ biết lặng lẽ khóc và thấy tủi thân. Tôi mới lấy chồng được gần một năm. Chồng tôi 31 tuổi, tôi 26. Chúng tôi quen nhau khá lâu nhưng đa số chỉ nói chuyện qua nhắn tin, điện thoại. Còn thời gian gặp gỡ nhau ít và nhanh chóng tiến tới hôn nhân. Chồng tôi là người đàn ông có trách nhiệm anh chăm chỉ, phụ tôi tất cả việc nhà, từ dọn dẹp, nấu ăn, giặt rũ. Anh không rượu bia, thuốc lá, cũng không đi chơi tụ tập đàn đúng nên rất ít bạn bè, ngoài đi làm. Ra thì đa số ở nhà. Anh chăm thể dục thể thao, chăm lên mạng đọc báo về sức khỏe và làm theo. Anh cũng khá tâm lý và để tôi được thoải mái trong vấn đề đi chơi với bạn bè. Không trách móc khi tôi về muộn. Tuy thế vẫn còn một số vấn đề tôi chưa hài lòng anh khá an phận, không có chí tiến thủ trong công việc, chỉ nhận được lương cơ bản vào mỗi tháng trong khi là người có năng lực. Tôi khuyên anh kiếm việc gì làm thêm hoặc kiếm việc khác vì mức lương đó nếu tiết kiệm cũng chỉ đủ. Nuôi mỗi anh, nếu có con nữa thì không biết sao. Những công việc khác anh sợ áp lực, sợ không ổn định, sợ thay đổi. Nói nhiều không có kết quả nên gần đây tôi cũng không nói nữa. Thay vào đó tôi nghĩ mình tự tìm cách kiếm tiền. Vấn đề quan trọng hơn cả là chuyện phòng the. Đã 7 tháng rồi chúng tôi không gần gũi. Hồi mới cưới về có vài lần nhưng anh Toàn chưa đến chợ đã hết tiền. Những lần đó đều do tôi chủ động. Chồng ít ham muốn nhưng tôi là người có sinh lý khá cao. Tôi không tưởng tượng được cuộc sống lại phải suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Những đêm nằm ngủ thao thức vì bản năng trỗi dậy mà không thể làm gì. Tôi chỉ biết lặng lẽ khóc và thấy tủi thân tình cảm vợ chồng tôi không được vun vén không được thăng hoa mà ngày thêm nhạt dần chồng cũng lo chữa bệnh từ khi lấy tôi về đến giờ nhưng không mấy khả quan bây giờ chồng không thể gần gũi tôi tôi cũng không còn hứng thú với chồng trong chuyện đó nữa chuyện con cái tôi cũng không dám nghĩ đến tôi đối với chồng chỉ còn tình nghĩa tôi thương anh nhưng không lẽ cuộc đời từ giờ về sau cứ mãi như thế này tôi khao khát hạnh phúc trọn vẹn có quá xa xôi không nói thêm về tính cách của tôi. Tôi là người thích tự do thoải mái. Có cảm xúc gì sẽ thể hiện không thù hay ghét ai, muốn làm gì sẽ làm. Nhưng giờ tôi biết nhiều thứ cố gắng mấy cũng có thể không được. Tôi đã nói chuyện với chồng thẳng thắn. Nói sẽ chờ anh hai năm khi anh chữa xong bệnh, sau đó tính tiếp. Chồng cũng hiểu và nói tôi không nên phí thời gian vào anh nữa, rằng tôi còn có tương lai. Khi đó tôi chỉ biết khóc và thấy bế tắc giờ đây nơi đất khách quê người anh chỉ có mỗi tôi rồi còn gia đình hai bên họ đều yêu quý và hy vọng quá nhiều vào tôi nếu ai đã lâm vào hoàn cảnh tương tự hay là người ngoài có cái nhìn khách quan thì hãy cho tôi lời khuyên cảm ơn nhiều tôi chủ động đòi chồng quan hệ để bớt mặc cảm tội lỗi để cho bớt mặc cảm tội lỗi và muốn xua đuổi hình ảnh người ấy trong tim Tôi đã chủ động gợi ý chồng trả bài, lần thì chồng kêu buồn ngủ, lần lại kêu mai phải đi sớm. Tôi 34 tuổi, là con gái Hà Nội. Tôi có một gia đình có thể coi là hạnh phúc với hai đứa con ngoan ngoãn, đáng yêu. Một người chồng làm cho tổ chức phi chính phủ, chịu khó làm ăn, không bia rượu, không hút thuốc, không mê game hay bóng đá, không cờ bạc, trai gái làm được bao nhiêu tiền về đưa tôi giữ cả. Một gia đình chồng với bố mẹ và các anh chị đều rất trân quý tôi. Quả thực, so với chúng bạn và nhiều người phụ nữ khác tôi là người rất may mắn và hạnh phúc. Cuộc sống có lẽ cứ thế êm đềm trôi nếu tôi không vô tình gặp lại anh qua mạng xã hội. Tôi không biết gọi anh là gì của mình. Gần 20 năm trước tôi đã gặp anh khi còn là cô nữ sinh trung học rồi đem lòng yêu mến tôi và anh thường xuyên liên lạc qua thư từ ngày đó internet và mạng điện thoại di động chưa phát triển phương tiện đi lại cũng khó khăn tôi đã rất yêu anh nhưng khi anh ngỏ lời yêu tôi giống như đứa trẻ làm gì lén lút bị người lớn phát hiện phần vì chưa thi đại học anh thì chưa có công việc ổn định anh là lính nghĩa vụ nên tôi đã dối lòng nói với anh rằng tôi không yêu anh chỉ coi anh như là một người anh trai mà thôi một thời gian sau anh ra quân chúng tôi không còn liên lạc sau này tôi vẫn luôn nhớ đến anh nhớ đôi mắt anh thường nhìn tôi đầy si mê nhớ đôi môi anh lúc nào cũng bặm lại như khiêu khích gần đây thông qua mạng xã hội tôi và anh đã liên lạc với nhau tôi nói cho anh biết điều đã nói dối trước đây nói chuyện qua lại bằng mạng xã hội, tôi nhận thấy rằng mình vẫn rất yêu anh. Tôi cũng không rõ mình yêu anh của hiện tại hay là anh của gần 20 năm trước. Tôi cũng rất hạnh phúc khi biết anh luôn nhớ đến tôi, rất yêu tôi. Anh nói với tôi những lời ngọt ngào và âu yếm mà đã rất lâu rồi không có ai nói với tôi như thế. Tôi vốn là người lãng mạn, chồng tính khô khan, không thích thể hiện tình cảm tôi luôn muốn ôm chồng từ đằng sau chồng không thích luôn tỏ ra khó chịu đi chơi tôi có cầm tay thì chồng tìm mọi cách để tôi phải buông tay ra lâu dần với chồng tôi cũng không thể hiện tình yêu nữa tôi nghĩ trong tình yêu phải có qua có lại tôi không thể thể hiện tình yêu với một người luôn tỏ ra khó chịu hoặc không bao giờ đáp lại chồng là người khá khó ngủ từ khi có con vợ chồng tôi không ngủ chung nếu có trả bài thì lúc xong việc dường ai người nấy ngủ tôi cũng không phải là người có nhu cầu cao xong mỗi lần gần gũi tôi thường tỏ ra giả vờ thỏa mãn chồng làm rất nhanh chừng hơn một phút là xong tháng đôi lần lúc nào chồng muốn thì tôi chiều rất ít khi tôi chủ động đề nghị chồng chuyện này sẽ chẳng có vấn đề gì nếu tôi không gặp lại người mình từng rất yêu chỉ đọc những lời âu yếm ve vút của anh thôi là tôi đã thấy dạo dực hết người nhiều lần anh đề nghị gặp nhưng tôi từ chối thẳng thừng tôi sợ cả hai không làm chủ được bản thân dễ có những điều không hay xảy ra chỉ nhắn tin và nghĩ về anh thôi mà tôi cảm thấy như thế rất có lỗi với chồng thực sự tôi không muốn nghĩ tới ai khác ngoài chồng nhưng không sao điều khiển được trí óc mình Tâm trí tôi cứ đan xen lận lộn hình ảnh anh, người tôi đã rất yêu gần 20 năm trước đây. Anh vẫn con người đó của hiện tại, với một vợ hai con dễ thương. Cần phải nói thêm rằng, tôi không phải người xinh xắn, nhan sắc cũng bình thường thôi. Được cái, theo như các bạn bè tôi thường nói, rất có duyên nói chuyện và luôn sống chân thành. Sau này khi đã lấy chồng, thậm chí cả khi có con, tôi vẫn có những người khác đeo đuổi. Thậm chí, đến giờ vẫn có những người nói nhớ tôi, thương tôi và muốn được nói chuyện cùng tôi, muốn gặp gỡ chị đơn giản để nghe tôi nói, tôi cười, song tôi luôn biết cách để mình không bao giờ rơi vào tình huống khó xử. Chưa bao giờ tôi phụ lòng tin của chồng, để mình cảm giác có lỗi với chồng nhưng với anh người tôi đã rất yêu cách đây gần 20 năm lại khác tôi không sao thoát ra được cái mớ bòng bong, bong hỗn độn nhưng đem lại cho bản thân rất nhiều cảm xúc để cho bớt mặc cảm tội lỗi và muốn xua đuổi hình ảnh anh trong tim tôi đã vài lần chủ động gợi ý chồng trả bài nhưng lần thì chồng kêu buồn ngủ lần lại kêu mai phải đi sớm tôi là người tự ái khá cao chỉ cần chồng hơi có ý không muốn là tôi cũng không ép tôi cảm thấy rất thất vọng Trở về giường mình, trong đầu chỉ toàn những ý nghĩ về anh, về những lời âu yếm mà anh dành cho tôi. Những lúc như thế, tôi lại càng nghĩ đến anh nhiều hơn. Tôi vẫn rất yêu chồng, luôn cảm thấy rối bời. Khi tôi đang vật lộn để tránh khỏi những cám dỗ đầy mê hoặc từ anh thì chồng lại cứ thờ ơ. Từ đầu tháng 12 đến giờ, chồng mới chỉ trả bài đúng một lần cho tôi. Tôi biết chắc chắn anh không có ai khác ngoài vợ biết là do anh bận công việc do việc nhiều khiến anh stress đau dạ dày và không muốn gần gũi vợ với tôi những việc này trước kia là bình thường nhưng giờ thực sự không chịu nổi tôi cảm thấy bứt rứt khó chịu phần vì không được thỏa mãn phần vì chồng không biết những gì tôi đang trải qua rất nhiều lần tôi muốn nói với chồng về mọi điều đang diễn ra như trước nay tôi vẫn nói khi có ai đó tán tỉnh mình, nhưng tôi cũng lại chỉ muốn giữ bí mật này cho riêng mình. Anh, người tôi đã yêu cách đây gần 20 năm như là một cơn mưa tưới mát tâm hồn tôi. Anh làm tôi cảm thấy cuộc sống ý nghĩa hơn, tôi thấy yêu đời hơn. Anh khiến tôi muốn chăm chút bản thân nhiều hơn. Tôi phải làm sao đây? Xin các bạn cho lời khuyên hoặc nói tôi những lời thật tệ cũng được. Để tôi sáng mắt ra thoát khỏi tình cảnh như hiện nay. Xin cảm ơn các bạn. Tôi mất vợ khi thử lòng cô ấy. Hôm sinh nhật vợ, chúng tôi và con đi ăn vui vẻ, định kể cho em sự thật thì em lôi đơn ly dị ra. Tôi hơi bỡ ngỡ vì vài giây trước em còn cười đùa. Tôi và vợ kết hôn được một thời gian khá dài, có cậu con trai 7 tuổi nhưng càng ngày em càng lơ đãng. Ở công ty tôi nghe đồng nghiệp kể vợ họ hay ghen nên bị cấm nhậu. Phải về sớm thì tôi mới nghĩ tới vợ mình. Em chẳng bao giờ tỏ ra ghen hay khó chịu khi tôi làm trễ giờ về muộn. Vợ tôi càng ngày càng vô cảm nên cô bạn thân hồi cấp 3 của tôi nói tôi nên làm cô ấy ghen đôi chút. Nhưng chỉ chút thôi, không nên quá nhiều, nhiều thì không khác gì tự mình phá nát nhà cửa, chỉ chút thôi để gây sự chú ý. Vì không muốn dính dáng đến người phụ nữ lạ, lo chuyện bé xé ra to. Tôi nhờ luôn cô bạn thân cho yên tâm vì chồng cô ấy cũng là cậu bạn thân hồi cấp 3 của tôi. Nhờ tôi họ mới nên đôi nên không lo bị chồng ghen. Thân nhau không rời hồi cấp 3 nhưng từ khi vào đại học họ học chung, tôi học xa ít gặp gỡ nhưng tình bạn vẫn đó. Nhân tiện họ về quê hai tháng nên tôi mới nhờ luôn. Tôi giả bộ nhắn tin cho cô ấy trước mặt vợ, không khóa máy, cũng vài lần nói rằng mình không về ăn được vì bận để em nghi ngờ. Cha hỏi mà em cũng không động tĩnh nên tôi rất thất vọng, buồn nhiều. Tôi đi ngủ nhờ, mà sáng về vợ chỉ hỏi tối qua ở đâu. Rồi tôi trả lời thế nào cô ấy cũng không hỏi tiếp mà làm việc bình thường. Cuối cùng tôi cũng bỏ cuộc. Hôm sinh nhật vợ, chúng tôi ba người ăn vui vẻ, định kể cho em sự thật thì em lôi đơn ly dị ra bắt tôi ký. Tôi hơi bỡ ngỡ vì vài giây trước em còn cười đùa em ném tin nhắn và hình ảnh em thu thập được nói một là tôi ký ly hôn trong yên lặng hay là ra tòa tôi mất mát chịu tòa phạt tội ngoại tình với người đàn bà đã có gia đình thì sẽ không hề nhẹ mặc tôi giải thích vợ cũng không để tâm em nói mình không phải người thích làm mấy trò ghen tuông bôi nhọ danh dự mà phải thử muốn kiếm vợ ghen thì cho đi tìm người khác tôi thích thử thì em cho đi luôn sau giây phút đó em lạnh nhạt với tôi ở chung nhà nhưng như hai người dưng em nói cho tôi ba tuần nếu không có câu trả lời thì học gia đình rồi làm theo cách của em hai người bạn tôi cũng gọi cho em nhắn tin muốn gặp nhưng em đều kêu bận rồi chặn họ luôn em nói không nghe nghiện trình bày tôi thực sự bế tắc